Ngày 14 tháng 5 năm 2015, huyện Mộc Hóa tổ chức sơ kết vụ đông xuân 2014-2015 và triển khai kế hoạch sản xuất vụ hè thu 2015. Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Mộc Hóa Nguyễn Văn Đát chủ trì hội nghị. Vụ đông xuân 2014-2015, toàn huyện Mộc Hóa gieo xạ hơn 22.000 ha, năng suất đạt trên 6,8 tấn trên 1 ha. Bên cạnh cây lúa, trên địa bàn huyện còn trồng hơn 400 ha rau màu, sen, khoai mỡ, đạt hiệu quả khá. Hiện nay, vùng lúa chất lượng cao và cánh đồng mẫu lớn được triển khai thực hiện hơn 1.900 ha, tập trung chủ yếu tại xã Bình Hòa Trung, Bình Hòa Tây và một phần xã Bình Phong Thạnh. Tổng đàn gia súc trên 4.500 con, trong đó nuôi bò sinh sản được xem là thế mạnh tại các xã Bình Thạnh, Bình Hòa Tây. Qua đánh giá, một trong những khó khăn trong vụ đông xuân vừa qua là việc triển khai thực hiện mô hình cánh đồng lớn và vùng lúa chất lượng cao còn chậm. Thị trường đầu ra nông sản không bấp bênh, nông dân lợi nhuận thấp. Việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi chưa đạt yêu cầu đề ra. Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Mộc Hóa, huyện Văn Đát chỉ đạo các ngành chuyên môn trong thời gian tới tăng cường công tác tuyên truyền, phối hợp đẩy mạnh chuyển giao khoa học kỹ thuật, kêu gọi các doanh nghiệp đầu tư hỗ trợ nông dân sản xuất, khuyến cáo bà con vệ sinh đồng ruộng, chuẩn bị gieo xạ vụ hè thu. Kiên quyết thực hiện đúng theo lịch gieo xạ do ngành chuyên môn thông báo nhằm hạn chế rủi ro và đảm bảo năng suất hiệu quả cho bà con nông dân.